Ơi chú đang làm gì? Chú đang ăn cá. Không phải ăn cá, chú đang câu cá. Câu cá. Câu cá. Đúng rồi. Em bé đi tắm. À, em bé đang tắm. Anh đang làm gì? Anh đang chơi đá. Anh đang chơi đá. Đá gì? Đá. Đá gì đây? Chơi bóng. Anh đang chơi đá bóng. Em đi tắm. Từ từ đã. Tiếp nào. Bạn đang làm gì? À, bạn đang ngồi ghế. Mi. Mi ngồi ghế cô Trang. Mi cho ghế. À, đúng rồi. Tiếp này. Anh đang làm gì đây? Anh đang uống nước. Anh đang uống nước. Cô đang làm gì? Cô lên xe đạp. Cô đang đi xe đạp. Cô đang làm gì? Cô đang đi xe đạp. Cô đang làm gì đây? Chị đang chạy. Em bé đang ngủ. Em bé ôm gì ngủ đấy? Em bé ôm gấu thì ngủ. Bạn đang làm gì đây? Bạn đang làm gì đây? Hả? Nào nói rõ ràng. Bạn đang ăn. Bạn ăn. Bạn đang ăn mì tôm. Nói lại, bạn đang ăn mì tôm. Bạn đang làm gì? Mama.